Hello, xin chào anh em, mình là Phương đây. Hôm nay thì mình sẽ kể cho anh em nghe một số câu chuyện, đó là câu chuyện rất là hay. Đó. Hôm nay thì mình sẽ kể cho anh em nghe một số câu chuyện về gia đình nhé. Đó. Chủ đề gia đình là chủ đề rất là hay. Mình đã đi xuyên suốt rất nhiều series. Ok. Hôm nay mình sẽ kể câu chuyện là sau cơn giông. Chỉ để ý hai ngày nghỉ cuối tuần, anh tắt điện thoại. Dạo này anh về đúng giờ, người không có dấu hiệu của hơi men hay thái độ bực dọc như con trai như mọi lần. Đối với chị đó là tín hiệu đáng mừng, nhưng không hiểu sao chị vẫn thấy lo. Người ta nói người quen đường cũ, đàn ông đã ngoại tình một lần thì không có gì ăn bụng lần hai, lần ba, và những lần sau còn tinh vi hơn lần đầu. Biết đâu cái vẻ tử tế ăn năn kia chỉ là màn kịch phòng che mắt chị. Nhưng chị gạt vội ý nghĩ hoài nghi xuất hiện trong đầu. Vợ chồng đã yêu nhau thì phải tin nhau chứ. Chị biết anh là một người đàn ông tốt và giàu tình cảm. Anh quan trọng gia đình, không bao giờ có ý phản bội vợ con. Một ngày anh trở về với vẻ mặt đăm chiêu. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ khiến chị thực sự lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng anh cũng đã chia sẻ với chị. Anh đã gặp lại Lan, cô người yêu cũ. Lan bây giờ rất khác trước. Cô ấy sống sung túc, giàu sang, không thiếu thứ gì. Nhưng đã ly dị chồng. Lan dành hết vốn liếng mở công ty riêng và đứng ra điều hành sản xuất. Công ty Lan làm ăn lớn và đang muốn đầu tư vào công ty anh. Anh không biết mục đích hợp tác của ấy có phải đơn thuần vì công việc không. Và anh hiểu, Lan vẫn còn tình cảm với mình, điều đó khiến anh khó nghĩ. Chị lặng đi trong khi nuốt từng lời của anh, chị biết. Anh thực lòng không muốn mất cơ hội trong công việc và anh muốn chị tin tưởng vào anh. Cuối cùng chị nói, công việc là công việc anh à, anh không thể vì cá nhân mình mà cản trở việc làm ăn của công ty. Anh cứ hợp tác với Lan, em không sao. Trừ khi cô ta quay lại đòi em trả anh cho cô ta. Anh cười. Nếu em chỉ trả anh cho cô ta thì có nghĩa là em đã hết yêu anh rồi và không còn tin anh nữa. Không đời nào chị khẳng định chắc như đinh đóng cột, nói với anh mà như đang nói với chính mình. Vậy là công ty anh hợp tác với công ty Lan, anh là sếp. Không thể tránh khỏi những buổi họp mặt, gặp gỡ đối tác vì công chuyện. Cứ mỗi lần anh gọi điện nói hôm nay về muộn, không ăn cơm nhà vì phải mời cơm đối tác, lòng chị như có lửa đốt. Dù tin anh nhưng chị không chịu đựng nổi khi anh phải khi hình dung cảnh anh và người phụ nữ độc thân kia chạm cốc nâng ly tình tứ bên nhau. Một tối anh gọi điện bảo hai mẹ con ăn trước đừng phần anh. Chị hét lên trong điện thoại, vậy sao anh không nói trước để nhà khỏi phải nấu phần cơm khách quan trọng hơn cả vợ con à. Anh đột ngột cúp máy trong sự ấm ức của chị. Tối hôm đó một chiếc ô tô đưa anh về nhà rất khuya, trong tư thế nửa say nửa tỉnh. Người phụ nữ lái xe đưa anh về bấm chuông cửa, kêu chị ra dìu anh vào nhà. Đó là lần đầu tiên chị gặp cô ta. Một cô gái đẹp, ăn mặc rất mốt, gương mặt vẫn được giữ được những nét đáng yêu. Chị đừng lo anh ấy chỉ uống say quá thôi, chỉ cần một chút nước chanh pha mật ong anh ấy sẽ tỉnh lại. Mọi lần anh say tôi vẫn làm thế. Những lời của cô ta đã cứa sâu vào tim chị. Mọi lần anh say tôi vẫn làm thế ư? Nghĩa là anh đã từng ở bên cô ấy những lúc say thế này, họ đã làm những gì? Chị đem mọi thắc mắc vật cấn vào anh ngày hôm sau. Ok, đó là câu chuyện mà chúng ta cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.